Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Em Sắt Đất Thắng đây nè. Đầu bò bữa nay mới về nữa anh em ơi. Nãy đầu bò những cái mẫu mà hổm gầy cô chú như anh chị mà đặt em đang bị hụt hàng á là 22 26. Cổ dê 34 dành cho mấy săn mà mấy săn cốt xéo tua chậm của mình á là có hàng lợi nha cô chú. Có hàng lợi. Ta mới giao. Là nhà mời cô chú có xài thì cứ alo em ha. 22 26 dành cho mấy Honda hoặc là Yanggua 5 5 6 5 nhông á là có về hàng cô chú. Còn những cái đầu bò khác thì giờ nó đủ hết rồi, không còn thiếu. Rồi tiếp tục với công việc tối hôm nay là em lên ít đầu máy phát cỏ nè. Nhờ anh em như cô chú mình tham khảo ha, về cô chú lấy đồ món thôi là cô chú lấy IC, Uli gì đó ha. Này em bán rẻ về cô chú xài. Cái này số 21 ha. Này số 21. Tới số 2 mấy rồi nhỉ? Hôm nay. Nay 23 hả? Dạ, nãy 22 giờ tới 23. Này 23 cô chú, 23. 23 là con cái này để TF 24 của Kawasaki cô chú ơi. Cái này thì nó mất cái chụp giật. Mất cái chụp giật mà hơi nó mình lăn ok luôn. Này về cô chú có chụp giật thì gắn vô. Còn cô chú không có chụp giật thì cô chú lấy IC ha, bình xăng con. Hoặc đặc biệt là bộ nọc đó. Mấy này thì hàng bãi nên bộ nọc nó lăn gì là ok, hơi hám nè. Này một cục nè. Đây nó cũng y bon vậy luôn. Cái này nó cũng mất cái chụp giật luôn. Nhưng mà nó này còn cái boe này nó xài chung với cái Mitsubishi tên là 43 này có chút. Nó xài chung nhiều thứ lắm. Đặc biệt cái máy này em thấy nó đẹp dữ luôn này. Máy này nè, chắc dữ dàn đẹp. Cái này có chụp giật gắn vô cái nè. Cái này tại mấy đứa cháu còn chuyển rồi nó không gành, nó không kiếm. Chứ cái này là bên em nhiều lắm luôn nè, Kawasaki nè. Nhiều lắm luôn. Nãy là 23. Nãy 22 này tới 23 hả con? Dạ. Rồi lăn gì mà cái hơi nó nghe cái này cô chú. Cái này cặp này em tính cô chú là 500 cô chú ơi, 500 cặp này. Hai cái. Còn cô chú mua lẻ thì cái 300 ngàn. Cái nào cũng được, rất là đẹp luôn. Số 3 cô chú, hai cái 500. Còn cái này con máy cổ nữa nè. Mấy cổ này tôm gời. Cái này tôm gời xài bố 260 á. Này cô chú chế này gì chế xe không thôi, làm những công việc mà không quan trọng cũng được. Em bị lột bố rồi. Bố con lột ra. Mấy kia. Mấy kia. Rồi dẫn test này cho cô chú mình nè. Kawa. Cho bộ cho chú mượn ghế rồi. Nhìn rồi đó, giờ là ghế này để cho chú ngồi xong rồi con chiếm ghế chú luôn rồi. Buồn con 5 phút. Nhìn là ngồi đất thôi. Gì chó này hiện con. Rồi chó rồi. Không con chó không táp rồi coi chú ơi. Chó không táp. Chó này bị chết. Cái này em tính cô chú 150 ngàn em bao ship. Số mấy vậy? Dạ số 24. 24. 150 ngàn coi chú. Ở Nhật bắn lên Nhật. Rồi bố em nó còn gì luôn hả? Còn. Rồi cô chú nhìn nó đẹp nha. Đưa súng cho nhìn. Ôi ơi, cái này cô chú mua lấy về làm xác thôi, không có đường nào mà lẩu. Nó dít nè. Lăn hơi hả? Lăn hơi hả? Chỉ bị con chó này. Thì như vậy có thể chạy. Đúng rồi. Hơi đó cô chú. 24 cô chú ơi. Dạ. Rồi cái này là máy số 25. Cái này là cái cô Mitsu mà này máy cái tỉa cành cô chú, không có bình xăng, nồng cực kỳ đẹp. Bố thì còn mà nãy mở ra đang
giấy test cái này trong máy tỉa cành của chú. Cô chú nào mà đang sử dụng cái đầu cái máy tỉa cành giống cái thương hiệu gì nè, mà mình muốn mua xe cu á, bị cô chú mua gì thì nó rất rẻ nè, chứ bình thường có máy đang chạy là cô mua nó, cô chú mua nó rất là mắc luôn. Con Mitsu nè, rồi nhờ con test hàng cái bộ nồng không là nặng đô luôn á. Máy này xào đạn coi chú ơi, cái này bị kêu đạn rồi. Cái này em tính cô chú là 350. Cái nồng này gã ra rất là mắc tiền coi chú, xào đạn coi chú. Cháo tông thì nó trắng tinh luôn. Cái này có bố số mấy con? 25. Quấn vô bù ghi đó. Quấn vô bù ghi đó. Nó không có rớt gì. Còn con mấy này là Maru 26 tâm liền. Cái bình xăng zin nó còn luôn. Bình xăng zin, bình vam gồ nè, thiếu nắp ngoài. Bình xăng trắng tinh luôn anh thầy. Con test để cho cô chú mình ha. Chạy không nổi. Chạy không nổi hả? Nhít miếng xăng nè. Bình xăng quá trời đẹp. Đẹp hơi đồng hồn. Tại sao nổi. Chừng nó xì phát động nó đi quá. Thì thả nó hả phát. Rồi giật rồi chết mấy đề tội nghiệp. Thở phốt hả? Cái này rất là ngon cô chú ơi, cái này nè. Gin gì luôn tay. 7 kg á. Này giật nó không có chạy. Không biết bị gì mà bình xăng trắng nõn luôn cô chú, về có dọn được cô chú dọn ha. Này tính cô chú là 600 cô chú. Giờ cái dòng máy này mà giờ nó mắc thấy sợ luôn. Mua không được. Này số mấy? Dạ 26. 26 ngồi chú. Này vợ phân công lên hết đống này mới được ăn cơm. Hết đâu không đống này là không ăn cơm mà cũng không được ngủ chung luôn. Mua gì này mua gì chết. Này con ơn sao con lấy vài cái bugi vô đi con trai. Còn mấy này là cái máy cổ này cô chú. Này cô chú nào mà lớn tuổi ha, mua về ngâm cứu không thôi là mình yêu nghề, muốn mua máy về dọc chơi ha. Mà hổm cũng có con bác em đăng máy không mua viết mà em nói thôi bác ơi bác đừng mua nữa, con sợ bác gái la bác quá trời. Ông nói con ơi giờ già không biết làm cái gì thì chứ không để tối ngày đi quýnh cờ quýnh này kia. Được mà hồi con phải trả cho cha nha. Được nhưng mà hồi con trả cho cha nha. Quay lên cái ông mua vài ngày, ông mua cái vài ngày, ông mua cái ghét thì em sợ, nó sợ bắt gái la. Ông nói thôi con ơi tệ đại. Ông còn dựng câu em nhớ hoài, ông nói nhàn cư dĩ bất thiện. Ở không thì không có chuyện gì làm thì sanh tật này tật kia, mua máy gì dọc chơi vậy đó, đặc biệt là những cái máy cổ này bắt thích. Này chắc từ thời Châu Bá Thông còn quá cô chú. Cái này máy Nhật mà qua tới Trung Quốc luôn à, Châu Bá Thông luôn à. Giờ mình test tải vô đi con. Mình giờ mình để ngoài mình giật. Cứng. Hả? Bị cứng. Trời bị cứng cho nó giống như nói. Trời ơi, thằng này nó chưa lớn được. Cứu luôn, cứu nó cái này, cứu đó. Mày với mày. Trời ơi. Nãy giờ em giới thiệu cho đã đời, nó đính thinh nó nói luôn. Em đi kiếm bu ghi nữa trời ơi. Diễn cô chú bởi nó 14 tuổi phải thiệt mà. Rồi cái này em cục này em bán cho cô chú là 140. Về cô chú nghiên cứu nha, bị cứng. Không có bu ghi chắc nước vô cái đầu trên này xét. Rồi, con chó này đập đầu thôi. Này Maru 26 cho lực. Lội hèm tùm lum hết trơn. Con chó không chính hả? Con chó bị đập đầu cái vố nó lắc. Cái máy này chắc máy ở đây cô chú nhìn hai ống xăng nha. Máy này chắc qua sử dụng rồi về cô chú
cái nồng thì nó còn rồi cho không dính dáng gì hết. Cái này em không có bao gì cô chú, vì cái máy này em không còn nhớ, không còn nhớ gì hết. Cha đang quay mà con trai. Con không có đường đi qua gì. Ừ. Cái này em tính cô chú 300. Em cái này em có bao cô chú bị lâu quá em không nhớ. Số mấy rồi? Dạ 28. Còn cái này con made in tôm ngô không nè cô chú. Trời con chữ Thái Lan đồ ghê gớm quá. Cái này máy Trung Quốc, cái này dắt bên trong bình xịt thuốc nè. Trong bình xịt thuốc nè. Đây cô chú về lấy được gì lấy ha. Chập dịch bình xăng gì. Bát nè. Đây con kéo còn nhúng nhất không? Bugi còn. Chỉ còn. Máy còn thôi. Cái này em tính cô chú 100.000 cô chú. 100.000. Số mấy rồi? Dạ 29. 29. Cái này có bugi không cô chú? Có. Không mấy nữa. Cái này Tanaka. Tanaka 24. Mắc bố rồi cô chú ơi. Em xăng còn đẹp. Máy đẹp luôn. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình đây. Lên đi. Cái này nó hơi kêu đạn rồi cô chú ơi. Hay kêu đạn mà cái được cái IC nè, bình xăng con, cái nồng, cái này bán cô chú 200 bao ship luôn cô chú. Cái này số 30. Chạy này chạy nhỏ được không đến nổi luôn. Ép lên da thùa. Cái đường gà con lấy cái đít gời á, cái tôm gời mở ra gắn vô được rồi, em mở ra gắn chưa lâu. Rồi cái này là cái con Makita. Makita không có, nhưng mà cái máy này không phải con ơi. Máy này không phải, máy này của khách dặn. Có khách dặn rồi. Rồi cái máy này tiếp theo con máy cổ nè cô chú. Con máy cổ này em có quay cái lâu trước thì để TL17 nè. Con này em xả cho cô chú mình luôn ha. Thì nếu mà kịp thì 20 hoặc là ngày mốt, chậm nhất là ngày mốt về thêm 200 cái đầu. Cái này thì cái bố nó còn mà em không thấy cái bố nắp bình xăng không còn, bình xăng con còn, còn máy thì nó gì nè. Đây là SK112A, cái này dành cho cô bác anh chị nào mà cô bác anh chị nào mà nghiên cứu đồ cổ ha. Rồi nhờ con test hàng ha. Vô trời.
Mình chăng cũng giận luôn. Tại đồ. Giờ không gắn vô ghi vô rồi thử lửa cái gì? Như lửa rồi giờ còn nóng nữa. Xịt vô nữa đừng có chọc quê nhỏ mà. Trời ơi nhỏ mới lớn. Mấy anh không biết thương em út gì trơn á. Từ từ đi. Từ từ. Không có lửa. Có lửa chắc cái này nó chạy tép gì coi chú. Chạy tép. Tép. Có tép. Có tép không? Dục viên tép rồi. Dục viên tép rõ ràng đi chưa, đi chưa. Đó. Đó, thấy không? Cô chú thấy không? Cô chú thấy không? Gắn tép vô, đừng xịt nữa, con xịt rồi. Con giật rồi, cậu nói là có bao nhiêu trong bụng là nó ra hết trơn trong cái quần luôn á. Mày gắn mày giật đi con ơi, mày xịt vô. Mày giữ. Lát cầm ly cung cung đã. Ra làm gì? Út rồi, 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 xong. Bài bố. Xong, xong, bài bố luôn. Hên. Rồi, nó nạo xung quanh đây nè, coi chú. Bung lò xo rồi. Ghê luôn. Bung lò xo luôn. Quá trời ơi. Thôi nó xuống ra kịp đó. Xúc, nó táp đèn miếng, hên, không bể coi chú. Nhờ đồ của Nhật nó không bể, chứ gặp đồ của Việt Nam. À, hai anh em nhau dân gom chắc hai thằng thằng mé trắng chất đầu nó chất đầu đi ghê quá nhỏ phan thằng cục này cũng mệt đây nè rồi này em bán cô chú 130 là bao ship rồi hết cô chú giá đây là đã bao ship còn em Hồ Cẩm Đào nữa nè máy này máy thu khách ở đây nhưng mà được con cái nắp bình xăng zin ai dặn vô gì ngộ trời máy Trung Quốc mà có nắp này được 60.000 rồi nè nắp này nè. Nó bình xăng zin này được 60 rồi nè. Cái này nắp này nó vừa với Magu 26, Magu 26 lớn. Nồng của mấy Trung Quốc này thì mình không hy vọng mình lấy rồi. Cô chú chỉ lấy bình xăng chụp giật IC chụp đít đi. Rồi, không có mua đi coi. Có đeo chảy. Trời ơi. Nghĩa tên nó đánh tròn em xin. Đúng rồi. Đúng dặn cái mấy bác cỏ mà dặn bugi em nhìn em sợ chết. Rồi cái này em bán cô chú 180. 180 em bao ship cô chú. Còn 4 luôn. Số mấy? Dạ 32. 32. Còn con mấy này Makita. Mấy này mấy bãi cô chú. Mấy này mấy bãi. Dạ. Mà cái này em nhớ rồi, mấy này nó chạy mà nó kêu đạn dữ lắm. Này cô chú về cô chú phải thay đạn lại. Mấy này nó chạy rồi. Nổ ngon lành luôn nhưng mà kêu đạn coi chú. Makita 23 2370. Cái này nồng 32 ly. Bây giờ con test cho cô chú mình. Nhà em tiền không có nhưng mà đầu bò thì lúc này thôi giữ dần luôn cô chú. Tiền đối với em là chuyện phù du. Sơ sơ mấy chục cái. Rồi, chưa lên rồi. Sang chưa lên, chưa lên. Qua hít hít gì mà chưa.
Nghe không? Tao nghe tiếng không biết có là đâu. Nó. Nó kêu đạn cỡ đó. Rồi. Này nó chạy bảo đảm cô chú là chạy ngon lành luôn nhưng mà nó kêu đạn. Này em bán cô chú 250. Vậy cô chú thay đạn vô em nha. Này số mấy không? Số 33. 33. 33 thôi. Để mấy. Ui. 250. Cái thước kẹp cũng có hai thước kẹp để trên cái hồi đạp công. Còn cái này cái máy này nó chạy rồi mà em cũng xin chia sẻ đây nếu mà có bác hồi đó bác có một bác ông mua em một cái máy thế này nhưng mà về bác dọn nó không có chạy rồi em có kêu thừa dọn lên nhưng mà bác cái này là sơ xuất bên em chị. Em không có lưu cái số của bác. Rồi giờ làm xong rồi mà cũng lâu quá chắc bác cũng giận em hay gì quá. Cái máy này là em không công ty là em không có bán em để riêng này, này em thừa nó dọn rồi. Là em hứa sẽ đổi cho bác cái máy làm giùm cho bác chạy luôn. Là gửi lên làm cho bác chạy luôn. Là xin bác thêm 100.000 nữa. Nhưng mà lâu rồi không thấy bác gọi lại. Còn nếu bữa nay bác có nghe được con cái này nhờ bác gọi lên con ha. Máy này con đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Cái này dọn rồi là để dành gửi riêng cho bác nè. Để riêng cái chỗ nào lên trên đi. Có máy này qua bên. Con này dây thuê rồi. Con này Tanaka TCG24. Cái này của Hitachi á, cái này Trung Quốc xuất Nhật cơ chú ơi. Thằng này Trung Quốc xuất Nhật chứ không phải là hàng Nhật Bản ha, này của Trung Quốc mà Trung Quốc xuất Nhật. Này mất cục PC. Nhà con giật cái hơi còn không? Còn rồi. Ừ. Rồi cái này em bán cô chú 200. Bình xăng con rồi đầy đủ hết. Em kêu vít. Em kêu vít, mình máy nó dơ hơn em xa luôn. Ôi mình máy nó bày hay nè má ơi. Vú mớ mày bể thầy lầy bên chuyển bóp nhớ mà cười lên cái làm gì quá này mặc như mỉm hoài á. Cái này nó giống gì không phải em chọc chuyển quá trời coi chú ơi vậy chứ nó có ghệ coi chú ơi. Vậy chứ có ghệ đó trời ơi này nó nguyên bản nó vô gì nè coi chú ơi. Cái này mới 260. 260 cô chú ơi. Rồi chắc cú. Rồi nhờ con cái thằng cho cô chú mình đi. Nguyên thủy luôn. Không bao. Rồi cái hơi. Hỏi đi. Đây cho 260 cái này mà nó bây giờ nó mắc như Maru gì đó cô chú. Bây giờ mà lấy mình đủ đồ nó mắc dữ luôn á. Mình chịu mấy một cây. Nòng 34 ly, cái này nó mạnh, rất là mạnh luôn. Cái dòng Echo nè. Con này cắt cây ngon. Con này mạnh lắm, cái này cô chú lên bỏ tâm này, lên cần á, khỏi lên ba lô. Tiếng cô chú nghe thấy ghê không? Tiếng còn chắc nịch. Tiếng chắc nịch luôn. Này em bán cô chú 750. 750 cô chú. Bị cái máy này nếu bình thường cô chú mua mà áo sống mà nó đầy đủ đừng bể nha. Trên 1 triệu. Cái đầu này. Cái này nó nguyên bản mình máy nó dơ nhưng mà nó bị thêm bể cái áo bù lửa. 35. Cái này là con tía cành, con tía nào không ghép chứ con này. Nó nghe ghẻ coi chú. Con đó mắc hơi. Rồi, lấy qua lấy đi. Cái này cái cô Mitsu. Cô Mitsu chuyển lấy cái chụp giật lại đưa cho lên dùng luôn anh được.
cái này nó bị xếp bạc rồi cô chú, bên này bị mất hơi, mà này có mít xu nè, có mít xu thương liền, dập dịch nó còn đây luôn, dập dịch này mới ăn tiền nè, dập dịch này mở ra bán trên 100 ngàn. Nhớ ơi con đừng có bữa con đập lum nè. Ê, hộp phá đó là bị ăn đòn nha con trai. Dập dịch nó mở ra giao cho chuyển ông Nghi chắc không ốc mát không còn quá con trai. Hên chuyển nó còn giữ là giờ ốc nó còn, nhưng mà nay tụt hơi cô chú, nay mới bãi tụt hơi và em bán chung với cục này nè. Nhà con két này nè, mình không quen biết nhau. Một hai cục là thêm cục máy Trung Quốc nữa, đây ba cục luôn cho cô chú mình mã nè. Này máy Trung Quốc này cô chú, gì cô chú lấy được thì cô chú lấy ha. Lấy bê tông vậy nè, ba cục này. Cái này là cô mít xu cô chú, cô mít xu hai mươi mấy chị, hai mấy con nhìn nhớ không, chừng ốc mất nha. 2210 là một đầu máy tỉa cành, như đầu máy Trung Quốc này bán cô chú là 450 bao ship ba cục. Máy số mấy con trai? Dạ 36. Là con dặn giá mấy ngốc này vô đi để mất của cô chú, dặn còn nó dính vô thôi chứ là nó hết mất rồi đó. 36 người chú, mã 36 ba cái. Mấy cái cành thì chạy ngon lành. Còn cái này cái Trung Quốc, còn cái con mít xu. Rồi còn một vô em nó lôi qua hết luôn đi. Hai anh em không có cự cãi nhau hoài nè. Rồi hai anh em không có ấy nè. Còn cái này là cái Robin NBK. Thôi hai anh em không có la nè. Ơi. Anh đâu có cầm điện thoại đâu không biết. Cái điện thoại cái sim anh gắn của bên em cầm á. Ừ. Cái này là một con Robin NBK 231. Rồi, giờ con test hàng cái này đi. Hai cái này vô chung cứng. Một cái máy bị cứng. Bị cứng nè. Yeah. Một cái. Con này bố con mới chát luôn. Con này cứng, bị cứng luôn. Nồng đẹp. Bị cứng luôn hả? Dạ. Yeah. Trời ơi. Cái gì? Rồi 200 bao ship luôn chú ơi. Mà cái ta thôi. Chút. Còn cái này, cái này Makita 264, cái này nằm 34 ly nè. Mất áo, còn mấy mấy 7 coi chú. Hên còn nhúc nhích. Ui da. Rồi con nhí miếng con test cho cô chú mình này. Con ra con lấy vài cái nữa. Chưa tới là chơi xong thì chơi cho con hay. Cái này nó thiếu áo không coi chú. Bình xăng ghim còn. Cái này bị sét quá. Chắc mắc lửa coi chú.
Cái này Makita 264. Về cô chú có, nếu mà có cái máy giống gì cô chú dọn lên ha. Bị cái này em nghi xét quá chắc không có đánh lửa được. Không đánh lửa được. Này em bán cô chú 250. Số mấy à? 38. 38. Con máy này cái viên nó chưa tới, hôm ngày khách chốt cho mấy người luôn. Rồi em đây quay cái ông quên, em không gọi lại cho khách, thì khách cũng không gọi lại cho em luôn. Cái viên chưa tới, khách người ta nói chốt mà ta không gửi thông tin. Chốt rồi mà không gửi thông tin rồi sao biết đường gửi. Rồi cái đây quay em cũng quên mà khách cũng quên, không có gọi lại luôn. Rồi cuối cùng là nó còn nằm ở đây. Cái này là cái Tiogit 253 bình xăng trên. Cái này là ở nhà em mới có tầm cỡ giá đẹp được, diện cô chú nó cục thì lầy dơ luôn vậy nè. Là chỉ có tiệm bên em mới giá được cái tầm cỡ này. Vô cùng xấu luôn. Này nó sức một quay rồi, giống như mấy cô gái trẻ mà đi ra ngoài mặc áo một dây vậy đó. Khiêu gợi. Rồi nhờ con kết hàng cho cô chú mình đây. Nhiêu được rồi. Rồi cái này em tính cô chú 550 cô chú. Còn cái này boe nữa nè. Boe của nó em máng qua đây là bị cái này của hổm nhịn nó dập. Nó lụm rồi em buộc đây cho cô chú mình. Tặng cho cô chú mình luôn theo nguyên bộ. Số này, số 39. 39 cô chú. Cái này nãy giờ nghe cô chú chốt lại ra chắc có đi nhậu rồi đó. Em ăn ngồi, ngãi hay chơi gì không? Này có mấy đầu máy này em giải quyết cho nó chống bớt đi, thôi vợ nó quánh em tội nghiệp cô chú. Cô chú không thấy đâu. Cô chú. À, con này còn ăn được. Còn hơi. Còn hơi luôn. Nó bị mắc cục IC. Em sợ nó quánh em quá. Một con mít su T130 cô chú ơi, T130 mất IC. Ổ xăng thì thấy có chế có phép rồi nè, còn cái bê tông thì gì đây, một cục cục máy Trung Quốc, hai cục cục máy Trung Quốc này có lý nè. Này không phải máy Trung Quốc cô chú ơi, cái này là của cái gì rồi. Nhìn cái nòng dưới cái chụp e này là biết không phải rồi. Này giống con Mitsu nè. Cục IC này không phải Trung Quốc. Con Mitsu. Con giật cây còn hơi không? Rồi thử có quyền test. Gì mà lên. Còn thử bao ghi vô cái lửa, củi xịt vô miếng test cho cô chú ba cục này quất. Một lô cô chú luôn. Đây vô đi. Đó nhìn cái đó luôn. Cầm đại vô đi. Ủa, chạy chắc ăn chạy. Cái này của cái cô Mitsu gì á cô chú ơi. Cô Mitsu gì mình trình nhìn chụp e vậy nè. Em bỏ lâu quá bị xanh đổ trơn rồi. Một cái nè, hai cái nè. Cái này bị cứng rồi cô chú ơi, cái kêu viết.
291. Một mà sao nó bị cứng ngộ vậy? Thì con kéo cái còn nhúc nhích gì không con trai? Ôi, cái này là do nó bị dẻo cô chú ơi, nó còn lăn được. Lăn được. Nó không nổi đâu con. Nó hết lại, bê tông nó bị dẻo mà. Cái này là bị nó cái bugi nó lọt nó ra ngoài rồi đâu nó. Cái khô cái này muốn cho nó lăn được là đổ nhất vô. Rồi cái này ba cục này em bán cô chú 400 ngàn. Rồi bảy quay xíu. 400 ngàn bao ship cô chú. Mã số mấy vô con trai? Dạ mã 40. Mã 40. Này thêm cục này cô chú. Này cái này xin thêm 100 ngàn cô chú ơi. Này tính cô chú 500 nè. Này, chưa, có mấy tỉa cành. Thêm cái nữa cô chú, em tính thêm 100 ngàn nữa. Còn cái này Magu 24. Cái này em nhìn đóng xăng này thì đã thay rồi nè. Bình xăng zin còn. Bố còn 7 khía rành rành luôn. Thiếu nắp chụp e ngoài. Nhờ con nhí này cô chú. Cái này chạy xiềng luôn, nghe tiếng thì biết chạy luôn. Vậy là cái lô này là tới 4 con cô chú, 4 cái 500 bao ship. Nghe tiếng mà biết chạy. Cái này Magu 242 cô chú. Này em tính cô chú thiếu nắp bình xăng, thiếu ngoài 400 coi chú, 400 mấy này. Còn này em hết cái bình xăng. Cái này Tanaka nè coi chú. Em hết cái bình xăng bự, cô chú nào có mua thì cô chú mua cái bình xăng. Cô chú đặt Lazada giùm em nha, hết cái bình xăng bự rồi. Máy này rất là mới luôn, ốc nó không còn nhận cháy luôn. Bữa hổm em có bán cho anh cũng vậy nè. Anh ấy bán đại cho tôi đi, về tôi kiếm bình xăng lên tôi. Còn mấy anh Thắng coi cái bình xăng nào giống gửi qua cho tôi, về tôi chế. Anh cần có máy nồng lớn nè. Này nồng 48 đi nè cô chú. Máy này thì nguyên bản. Rồi nhờ con test cho cô chú. Siêu to không lộ. Anh chạy cô chú nghe cái tiếng nghe thấy ghê luôn. Gần những người. Cái đầu nó không có vô. cái này nó chạy chắc ăn coi chú ơi. Cái này em tính cô chú chưa mốt là theo tình trạng gì không có bình xăng coi chú. Cái này tình trạng gì không có bình xăng. Còn máy này con máy ế của em nè. Cái máy này là máy trên cái máy khoan đất nè cô chú, máy khoan đất nồng lớn Robin 411. Bình xăng nằm đây nè, bình xăng nằm đây. Bị như cái tánh mình thiệt quá là em nói cô chú là nếu về cô chú lên cần á, bị cái máy này nó giá trị lắm. Thì cô chú mới chế cái họng xăng nó quay lên gì nè, cô chú mới lên cần được. Còn giờ bình xăng nằm dưới, bình xăng nằm gì nè. Giờ mình gắn, nếu mình gắn cái cần này gì được không ta? Có cần gì cũng được mà, xăng đổ lên gì cũng được mà. Ủa mà nó xuống đường nào hả? Nằm gì xăng nó xuống tới nửa bình nó xuống không nổi hết. Xuống nó bình nó xuống không được cô chú ơi. Cái này nếu mà hay là cô chú phải chế cái bình xăng trên. Nếu mình để theo gì á thì cô chú đổ không có đầy bình được, chứ mình giật vẫn được nè. Cô chú chế sao bình xăng nằm trên đây nè. Bát sao mà chế bắt hai bát thì chế lên trên. Em nghĩ chắc cái chỗ này chỗ chế bình xăng quá. Cô pin 411 mà đặc biệt cái máy này cái nồng nó đẹp, cô chú long lanh luôn á. Chữ dần đẹp. Rồi nhờ con test hạng máy này cho cô chú mình nè. Còn hai cái con lột da mình test cho cô chú. Đâu, hai con này quay rồi, mấy con số 37 quay rồi. Nó quay rồi hả? Giờ còn con này con đó là xong phải không? Dạ. Rồi, tụi em sắp được nhậu. Sắp được nhậu rồi cô chú ơi.
em thèm mồi quá à. Em không có thèm rượu mà em thèm mồi. Cái này nồng đẹp vậy lắm, Robin 411 đi. Thì giống như nhạc bu gì. Ấp cái bộ dưới. Ấp cái bộ dưới. Ấp cái bộ dưới. Chệt xăng hơi nhiều. Nó ra hơi xăng cũng khổ luôn. Con thịt nhiều quá con trai ơi. Con thịt nhiều quá, cứ từ từ hồi là cũng ly cũng tới mình nè. À. Đừng có vội, đừng vội. Thịt tới luôn con chuyện luôn, tới nhậu cái thịt tới con chuyện luôn rồi. Con trai gắn đợi cha chiếc kiếm đó nha. Thịt vô miếng. Ừ, thịt. Thịt hết vô. Ừ. Thôi trời ơi mình thời giật nhóc hết trơn. Cố lên gần tới rồi. Cố lên. Nữa. Đẻ bộ. Ôi nó có xúc dây gì mà bữa nay nghỉ chạy luôn mà sao kỳ vậy? Nó xúc gì chứ máy này nó nhạy dữ lắm, em bảo đảm cô chú là nhí nhẹ vô chạy liền luôn á. Hay là tại này nó hút coi. Nghi có lửa mà. Làm gì cái đụng vậy? Cái nhiệt. Thôi hai em nói nhau nè. Thôi con tắt có vấn đề rồi, coi con tắt coi. Không có lửa, hồi nãy có bui gọi ngoài cái gì? Bui của nó. Hả? Bui của nó. Đâu có tình trạng. Đâu có tình trạng mà không có lửa gì. Cái máy này nó nhảy. Giữ máy đó. Đẹp chứ. Ừ, mình thở bùa vô. Từ từ phát cái giật đi. Chút. Cái máy này nó nhạy dữ lắm, nhạy luôn mà sao kỳ vậy trời. Em mà không chạy là em ở đây hoài với anh luôn đó cưng ơi. Nhà anh nghèo lắm. Kiếm nhà khác ở đi. Em ở đây thời gian là thấy tía anh luôn. Đó, anh thấy rõ ràng cho coi chứ. Ôi mệt nghỉ. Bỏ qua đi. Hay gì để giật nó không le lử rồi cô chú ơi. Bảo đảm cô chú là cực kỳ nhạy luôn á. Cô chú nào có coi video em biết rồi đó. Nồng rất là đẹp, nổ trên tay luôn. Xui gặp ngay nhân quá. Bữa nay cô chú nào có chốt mấy này em tính cô chú 1.7 triệu. Cô Win 411 cô chú. Còn con này con cuối cùng của ngày hôm nay nè. Cái bình xăng này em tặng cô chú mình nha. Cái này kêu ghét. Mà này nó xấu. Nó xấu quanh nóc luôn. Tại vì mình không có rửa rồi thêm nó xấu sẵn đó cô chú ơi. Mình không rửa thêm cái máy nó xấu, nó cộng thêm hai cái dòng một thì nó xấu, nó trở thành nên xấu dữ. Cái này cô chú nhớ chung lỡ nha, chung lỡ chung thuộc vô có dòng kêu ít. Chiều 7 số 43 cô chú, cái này số 44 nè. Ừ xịt vô. Con này nồng lớn. Cái này nồng lớn luôn cô chú, nồng bự. Mưa luôn. Vậy vậy luôn. Rồi. Con này bữa nay em xả hàng cô chú nha cô chú. Này em bán cô chú là 800.000. Em bao ship là con cuối cùng của ngày hôm nay. Nồng lớn. Rồi cảm ơn tụi con nha. Rồi chào cô chú ơi. Em chuẩn bị em làm mồi nhậu rồi đó. Rồi chào cô chú.